Xin chào tất cả các bác nhá. Thì hiện tại bây giờ mùa quả bồ kết đã tới, thì em Dương thu mua cái quả bồ kết này em mua không giới hạn nhau nhá. Đối với các bác anh chị nào mà mình có những cái cây bồ kết mà nó ra quả đậu quả được như những cây này rồi, đấy, thì các bác có thể alo trực tiếp với em Dương qua số điện thoại em để trên góc màn hình, đấy, em sẽ chạy trực tiếp qua. Đối với các bác ở trong những cái tỉnh, ví dụ như tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Bắc Giang, tỉnh Hải Dương, tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Thái Nguyên, đấy, thì trực tiếp em Dương sẽ qua nhà. Và nếu các bác làm được giá thì là em sẽ giả tiền các bác luôn nhé. Đối với những cây bồ kết dài quả như này. Hôm nay thì cũng là ngày đầu tiên em đi thu mua quả bồ kết, và em sẽ đến những cây bồ kết nó ra quả sớm trước. Đây, các bác có thể thấy là đây là một trong những cây bồ kết tại tỉnh Bắc Giang. Thì bây giờ như cây này là một trong những cây ra quả sớm, các bác có thể thấy này. Đấy, quả rất chi là sai và bây giờ quả đã bằng ngón tay rồi. Đấy, như đối với những cây dòng quả sớm như này thì thường nó sẽ ra trước khoảng 20 ngày nhau nhé. Đấy, cây này thì là một cây cũng không lớn, và chu vi gốc thì nó chỉ bằng cái thùng sơn, bằng cái thùng đựng sơn thôi, nhưng mà các bác có thấy là tất cả những cái đầu chùm, đầu ngọn, đầu cành nó đều ra quả rất là sai. Đấy, và cái tỷ lệ đậu quả nó rất là đẹp nhau nhé. Đây cũng là một trong những cây bồ kết mà em Dương cũng đã thu mua nhiều năm, thì cũng rất là may mắn và cũng được sự yêu mến của bác chủ nhà. Đấy, thì năm nay em lại đến, và hôm nay thì cũng may mắn là đến nơi thì là bác cũng chưa bán. Đấy, thường ấy là khi nhà em mua cái số lượng để mà gom được một cái số lượng quả bồ kết lớn hàng năm để đủ cung cấp cho các mối hàng trong nước cũng như là ngoài nước, thì những cái cây bồ kết mà nó chỉ cần đậu quả thôi chứ cần to như này, đấy, là nó rõ quả ra là em đã có thể mua được rồi. Đấy, thì thường là như cây này năm nay thì em sẽ dự kiến cây này nó dao động trên 4 tạ quả. Đấy, cây này thì nếu mà tính chiều cao của nó thì nó sẽ cao được tầm được khoảng 7 mét, từ dưới gốc đến phần đỉnh ngọn nó sẽ cao được tầm 7 mét, và những cái đầu chùm đầu quả nó đậu quả rất là sai. Đối với cây bồ kết nó là một trong những cây chịu hạn cực kỳ tốt, và cái cuống quả bồ kết nó rất là dai. Nhà em đi mua thì cứ thường là chỉ cần bung hoa đậu, bắt đầu chớm là hiện tượng là cái quả bồ kết nó đậu được bằng cái đầu đũa ăn cơm, nó bằng cái móc móc nó nhỏ, khi nó nhỏ thì nó sẽ móc móc này, em đã mua được rồi. Nếu cô bác anh chị nhà mình xem video này mà có những cái cây bồ kết, nhà mình có quả bồ kết mà các bác chưa tìm được cái nguồn ra, nó đầu ra nó hợp lý và giá cả nó hợp lý, thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với em Dương qua số điện thoại em để trên màn hình nhau nhé. Rất hy vọng có thể kết hợp thu mua tất cả quả bồ kết của bà con ở cái giá mà nó ok nhất. Như nhà em thì hiện tại em thu mua số lượng quả bồ kết là em mua không giới hạn hàng năm. Năm nào mà có duyên kết hợp được với các bác thì thu mua được tầm 80 tấn, 90 tấn. Còn năm nào mà có kém duyên hơn thì em cũng mua được trên 60 tấn. Đối với quả bồ kết bây giờ nó đang là một trong những loại quả nguyên liệu mà rất thị trường rất cần. Trong những năm trở lại đây thì quả bồ kết luôn tăng giá hàng năm bởi vì cái nguồn cung cấp không đủ. Cái cây bồ kết hiện tại bây giờ đang mang lại cái nguồn lợi kinh tế cực kỳ cao. Như cây này thì em đang tính là cây này sẽ mua cây này với giá tầm khoảng 12 triệu nhau nhé. Đấy, cây này tính ước tính như em đang ước tính thì nó sẽ trên 4 tạ quả, thì sẽ với mức giá quả tươi mà bên nhà em trực tiếp đi thu mua, trực tiếp hái, thì em sẽ mua giá dao động khoảng 30.000 một kg. Đấy, thì em sẽ cố gắng cầm cây như vậy. Và nếu mà để mua cân thì hầu như là bà con sẽ không bán, cho nên là hình thức mua bây giờ đang là mua vo theo cây. Đấy, đối với những cây nào mà cầm được thì là sẽ mua, còn cây nào mà nó chưa bung lũ hết thì bên em sẽ đợi khi nào mà nó bung hết lũ, nó lở hết hoa và xem cái tỷ lệ đậu quả như nào thì bên em sẽ đưa ra cái giá và sẽ đàm phán với bác chủ nhà, các cô bác anh chị làm sao có thể thu mua được cái sản lượng là lớn nhất nhau mà nhé. Ngoài làm thu mua quả bồ kết số lượng lớn hàng năm thì bên nhà vườn nhà em thì cũng có một nhà vườn là bảo tồn cây giống bồ kết. Hiện tại bây giờ em đang làm là cây bồ kết ghép. Trong cái quá trình những cái ngày đi thu mua như này và những năm đi thu mua như này, những cây nào mà quả nó xuất sắc
nó đẹp thì em sẽ mua cho năm sau và sử dụng những cái mắt ghép của chính những cây bố mẹ đầu dòng như này. Đấy, như cây này cũng là một cây rất đẹp. Đấy, nhưng mà cây này thì khoảng cách địa lý từ nhà em xuống tới cây này của bác khách nó rơi vào tầm khoảng 70 km, cho nên là em không lựa chọn cây này. Em lựa chọn những cây gần hơn, nhưng mà những cây gần hơn cũng ra cái lượng quả rất đẹp như này nhau nhé, như này trở lên thì em sẽ lựa chọn để lấy mắt ghép về ghép cho những cây bồ kết thực sinh ở trên nhà vườn. Đối với cây bồ kết nó có tỷ lệ cây đực rất cao. Nếu quý cô bác bà con mà mình mà trồng từ hạt ấy, thì tỷ lệ cây đực nó chiếm đến 80%, 70-80%. Các bác cứ tin em đi. Nếu mà cô bác anh chị nào trồng cây bồ kết rồi thì các bác có thể cho em cái bình luận xuống dưới video này để mọi người có thể biết được. Còn tỷ lệ để 100% mình trồng và phát triển kinh tế tốt thì các bác lên trồng cây bồ kết ghép các bác nhé. Đấy, quý cô bác anh chị có nhu cầu về cây giống bồ kết ghép hoặc có quả bồ kết bán thì có thể liên hệ trực tiếp với em Dương qua số điện thoại em để trên góc màn hình. Em Dương xin cảm ơn tất cả quý cô bác anh chị đã theo dõi hết video và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Mọi người có câu hỏi gì còn thắc mắc thì có thể đặt câu hỏi dưới phần bình luận của video này. Em sẽ tạo ra những video để giải đáp thắc mắc cho các bác về cách trồng, chăm sóc cây bồ kết nha mọi nhé. Xin trân trọng kính chào tất cả mọi người. Mọi người xem video đừng quên cho em Dương xin một lượt đăng ký kênh.